khổ mà ta. Dạ hai con rùa. Rùa hả? Dạ dạ. Cái gần gà mà hàng Chinese bon nè, quá có người giữ người ta. Dạ Chinese bon đó, ừ rùa nó có nuôi chút xíu rồi con này nuôi giữ thì nó rùa kỹ mà Chinese bon. Dạ 50 ngàn hả? Chip luôn hả? Chip kiền hả? 50 ngàn con á, nó tặng 2 gói thức ăn nè, em mua thử nếu mà ok thì kiếm mấy người nào có rùa có sọc đó mua. Cũng có sọc đẹp dữ hơn, có cái đùi